Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lên ngắm hai tác phẩm cổ. Úi giời, không gian đẹp thế. Quá tuyệt vời. Xin chào ông chủ nhá. Chào bác nhá. À. Ui giời, đẹp quá. Đúng rồi. Chủ sao cây vậy, trông cứ lừng lững như này. Nó là to như chủ. Lừng lững như này chết. Đôi này ngày xưa là của chủ, ngày xưa là chủ gì nhỉ? Không biết được, anh ở bên Bắc Giang, mua Bắc Giang. Chú mua Bắc Giang à? Ừ. À chỗ nhà anh Hưởng Thép đây thôi này đúng đây rồi, nhỉ. Đúng rồi. Không biết chủ trước. Trước nữa là bạn nghe đâu ở mặt trong kia ấy. Ninh Bình. Vâng. Một đôi trực cổ qua rất nhiều chủ, nay đã tọa lạc tại một vùng rừng núi hẻo lánh này. Vùng rừng núi xa xôi trung du, đây nó thuộc về Thái Nguyên nhỉ. Vâng, Thái Nguyên. Đôi này tọa lạc ở mảnh đất này thì đúng là chắc lại khó có đại gia nào nhổ được ra rồi. Nói chung cũng bình thường. Nó còn ở đây. Mời các bạn ngắm nhá. Anh thấy thế nào đôi này? Quá tuyệt vời. Nhưng mà nhiều người bảo cây bên trên già hơn cây này, nhưng mà em nhìn em biết cây này già hơn cây bên trên. Cây nào? Cây bên trên mốc thôi nhưng mà nó không già bằng cây đấy. Đây gì? Cây này mốc trắng nhưng mà em nghĩ không già bằng cây kia. Cây dưới đỏ. Ừ, cây dưới màu đồng. Cây màu đồng, cây này màu trắng nhỉ. Cây này mốc trắng. Ừ. Cây này không cao đâu, chỉ cao hơn mét tí thôi. Cây này được mét 2 em. Chắc được. Mét 2 đến mét 4. Trong cái hai to như này mà anh chính từ cái chỗ ôm này ừ, đấy. Thất hiền 78. Ui độ xoáy à, rất đĩ cái cổ này. Nó lắc một cái nó lên ngóc lên đúng rồi, quả phúc này được đấy nhỉ. Cái này về sang Nam em đổ phân vào, anh bảo nó phá thế không? Không bao giờ phá thế, sang Nam em đổ phân vào cho anh xem. Đổ phân là cho nan. Người ta cứ sợ em à, em cho nó ăn to nó lở lang, nó to này, trong lớn ăn mau sướng đời nhỉ. Các bố chơi cây cứ dè sẻn cứ cho sợ, ăn bón bón nổi mồi tí một, sợ tốn tốn đi chơi cây làm cái gì. Sợ nó mất tem. Cứ sợ mất tem, đổ đầy phân vào cho nó ăn cho nó có tem. Đúng rồi, đúng là quá giá trị. Việc gì mà phải kìm hãm nó làm gì, cụ ăn được cứ cho cụ ăn đi. Cho cụ lả ra, cụ phì ra. Xong là cụ ăn nhiều chất quá chị cụ ung thư. Cụ nổi hết cục lên. Đẹp quá. Hôm vừa rồi mấy anh em ở trên kia phải chơi đông thế. Một tác phẩm này là của đại gia đúng ở Bắc Giang đây nhỉ. Đẹp quá các bạn ạ. Thế bọn nó mua những cây tiền tỷ còn đỡ bằng cây này. Ừ. Bọn cười. Kiểu đấy, không biết kiểu gì. Không biết kiểu nào mà lần. Ôi giời, quá là lục lạc. Mập, mạp, đẹp đẽ. Tay chân to à nhỉ, cân đối. Nhiều anh cứ bảo xanh Nam Điền cây công nghiệp cây ấy, nhưng mà cứ nói thẳng cây xanh Nam Điền toàn là cây công nghiệp hết, toàn cây ở ruộng Nam Điền ngày xưa thì ứ Nam Điền toàn cây ấy. Nó ở vùng đất làng nghề đi ra nào. Đúng rồi, chỉ có cây đẹp với cây già trên chậu lâu không thôi,
Ví dụ như một đôi này là ngày xưa là phải một nghệ nhân người ta làm mới được này chứ, gần người chơi ra làm sao được đúng không? Đôi này bây giờ anh cứ dùng đôi như này em nghĩ nhà mình khả năng đến đời con mới có đôi như này. Không không làm được, chịu chết. To như này nó nhanh ấy, nhưng mà để được cổ thụ nó dài nó không có. To thì nhiều, nhưng quan trọng này nó phải nhìn, nó phải có những cái bệ như này này. Ừ đấy, cân đối. Kéo nuôi được cái bộ bạ này đâu có phải là một sớm một chiều, phải không? Ừ. Không thể làm nổi. Cây hương làm gì có bạ. Mọc dưới đất thì nay đâu ra mới sẽ có tướng ấy. Đây là mà bình luận là mang rất ta tham khảo cá nhân nhá. Anh em thông cảm có gì mà không đúng thì anh em bỏ qua đừng cười nhá. Bảo là xanh Nam Điền mà không 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 rồng quy mô ấy mà chê bảo Nam Điền là cây công nghiệp ấy, một cây không phải công nghiệp thì cây nào chả giờ là làng nghề đúng rồi. Có lâu đời em đứng đời em đứng vào giữa anh chụp kiểu ảnh à. Ừ. Giang tay hai bên cho sướng nào. Ui giời tuyệt vời, ok đẹp quá. Nhưng mà hình như sếp không hở nha, cây này sếp bị hơi xoay xoay. Cái chỗ này nó phải hở đây ra đây đấy. Nhìn nó đúng kiểu anh phải không? Ừ. Cái này xếp tay cái chào quá không? Tức không hơi hơi quay lại sang bên này tí. Cái này lệch sang bên này tí thì nó sẽ cân đúng không? Đúng rồi. Ừ, đẹp quá. 6m6 đây anh. Ừ. Một đôi trực cổ tọa lạc một vùng đất lạ. Anh đại gia Lan trẻ đại đất sao? Thanh Nguyên giới thiệu với các bạn đây đại gia Lan. Vừa rồi anh chi mất hơn một giò lan. Hay cả... mới được cái cây này. Mới được một đôi cây. Và làm được đúng cái nhà. Và mới gần sợ. Một giò lan mới làm nổi một cái nhà. Cái này tổng nhà bao nhiêu mét em? Khoảng tầm gần 600 mét. Gần 600 mét vuông. Diện tích đất ở của anh chỗ này đợt tới anh dự kiến anh sẽ làm một cái sân vườn chắc chỗ này phải. Chỗ này toàn cây cảnh hết. Xếp toàn cây cảnh. Sân này của anh có đến lửa hát nào không? Không. Sân này mấy xào, 2-3 xào. Ừ. Không, tính cả xuống dưới này chứ. À, 5 xào. Dưới này lửa mẫu, tóm lại là lửa mẫu cây cảnh đợt tới này. Mộc anh mới đưa về đây. Cây đủ loại, anh xuống dưới này cái hoa trà đẹp lắm đây này. Theo anh bạn trẻ xuống tham quan. Đây, cũng cơ ngơi của anh này đây. Úi giời, xe, siêu xe. Đây này. Lại siêu trà, mời các bạn ngắm một tác phẩm hoa trà nhá, đẹp quá, đẹp trà. Đây chú anh, quá đẹp. Tôi đứng ở trong cây này nó cao hơn chú nhiều. Không cao, cây này bé. Ừ, giá trị nhỏ. Đây trong kia là hồng trà. Cây kia chưa nở hoa. Ừ. Cái hồng chưa nở. Hồng trà, bạch trà. Lên lại. Trắng tinh. Quá đẹp. Trên này là bạch tuyết. Ừ, giàn lan. Không gian đẹp quá các bạn ạ. Rồi xin chào quý vị và các bạn nhé. Hẹn quý vị và các bạn vào một chương trình sau. Quý vị xem, đăng ký kênh và chia sẻ cho anh em cùng xem. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.